Xin chào mọi người, đây là cái khúc vườn sau nhà của Tư nha. Cái này chỉ là một góc nhỏ của vườn Tư thôi. Thì Tư muốn cho mọi người coi cái chỗ này là cái chỗ ăn sáng của nhà Tư. Đây là Tư có hoa hồng leo nè, màu tím. Hồi trước là Tư có 4 cây nhưng mà Tư chặt bỏ 3 cây rồi để lấy chỗ trồng cây khác á, chứ không nó sùm quá, nó hết chỗ. Nhưng mà Tư cắt tỉa cho nó nhỏ xíu rồi, cho nó vui thôi chứ còn nó không có chỗ để nó bò nữa mọi người. Không có muốn nó lên cái giàn này. Cái giàn này Tư chỉ muốn che lưới cho nó sạch thôi. Đây là cây rau má Nhật của chị làm chung, chị tặng cho Tư. Chị tặng có vài cọng lai que mà giờ nó mọc tùm lum hết đó mọi người. Nó đẹp lắm. Nó cũng có mùi rau má nhưng mà ăn không có ngon như rau má Việt Nam của mình. Qua bên này thì Tư có cây lục bình. Cái này thì mùa đông thì nó rất là xấu, nhưng mà tới mùa hè thì nó lại tươi tốt, nó xanh và nó lên bông màu tím rất là đẹp. Đây là Tư có cây hoa hồng leo lavender, nhưng mà nhà Tư hết chỗ trồng rồi, Tư mua về hết chỗ trồng rồi, Tư lại để nó trong cái chậu này thôi. Đây là cây lekima mọi người. Mấy hôm mà mùa đông đóng băng thì cái lá nó bị vậy á, nhưng mà tới mùa hè nó lại tươi tốt trở lại. Nhưng mà Tư không có muốn che chùm gì cho nó, để cho thời tiết nó quen á thì cái cây nó sẽ chịu lạnh được cho những mùa sau. Đây là Tư có một cây bưởi ruột hồng. Tư mê bưởi lắm, thành ra trồng bưởi tùm lum hết nè, đang ra bông ra trái. Cây này thì ngon lắm mọi người. Tư trồng trong chậu thôi, tại nhà Tư hết đất rồi. Tư có tới 8 cây bưởi dưới đất rồi, hết chỗ. Bên này Tư cũng có cây này, này. Cây này năm rồi được 5 trái rất là ngon. Giờ mới đang mập mầm. Nó mọc mầm xong nó sẽ ra bông nha mọi người. Này, trồng bưởi nó hay bị những cái con này nè. Đó, mình hái mình dục đi. Chứ xịt thuốc nó cũng không có hết đâu. Đây, Tư có cây bưởi Biên Hòa đang ra bông và đậu trái nha mọi người, thấy không? Xinh không? Hy vọng nó đậu được vài trái. Cái cây nhỏ xíu à. Cái cây này của ông bố mẹ của Tư mang về. Đang ra bông ra trái. Ở dưới này cũng có đó mọi người. Cây nó nhỏ xíu mà nó có vỏ. Hôm bữa nó còn có mạc có đồ, mà trời mưa gió lạnh nắng rồi nó bay mất rồi. Đây là cái khu ăn sáng đó mọi người. Cái này là ông bố mẹ của Tư, ông đóng cho Tư đó. Phải đi mua gỗ ở trong lô về đóng. Này, Tư có cây chuỗi ngọc này, đang ra bông nè. Hôm bữa xinh lắm mọi người, cái bông nó xinh lắm. Năm nào nó cũng sẽ ra bông hết, chuỗi ngọc đẹp lắm. Còn cái cây này cũng là chuỗi ngọc mà loại khác, nhưng mà Tư để ngoài nắng á, nó nắng quá rồi nó rụng hết luôn á. Rồi Tư mới bưng nó vô cách đây được có 2 bữa thôi, bưng nó vô đây để dưỡng nó lại. Đó, giống như cái cây này nè mọi người, trời lạnh quá mình để ngay cái khúc ngoài đó, xương lạnh nên nó veo luôn. Mà cái cây quỳnh này không phải cây loại mình thích, thành ra mình không có take care, mình chỉ take care những cái cây nào mình thích thôi. Cái cây này nó gọi là cái cây ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai. Yesterday, today and tomorrow. Cái cây này bông rất là đẹp. Cái này thì trồng trong mát thôi mọi người, trồng nắng nó cũng queo liền à. Và đây nè, cành quỳnh của Tư nè. Cái này Tư găm cả năm rồi mà nó vẫn còn nhỏ xíu, không thấy nó mọc. Nhưng mà nó ra nhiều bông đó mọi người, thấy không? Quá trời. Một cái mắt này là nó sẽ ra bông đó. Khi mà cái mắt nó đổi màu như vậy, nó sẽ nhú cái bông lên nè. Mọi người thấy không? 1, 2, 3, 4, 5. 5 cái bông đó. 5 cái búp rồi. Tương lai nó sẽ có thêm nữa. Còn cái cây này là của cái chú quen, chú tặng cho Tư này. Cây này nó gọi là cây đuôi chuột. Tư đang đặt mua thêm một cây nữa, thì ngày mai con trai Tư sẽ đi pick up cho Tư ở dưới khu Việt Nam á. Cái cây này bông nó sẽ chi chít cho mọi người thấy không? Cái mắt nào mà nó hơi đỏ đỏ thì nó sẽ là cái bông nha mọi người.
Ông xã Tư ông sợ mấy cái cây có gai góc lắm, nhưng mà Tư thích lắm, tại bông xương rồng rất là đẹp. Mọi người thấy cái chấm hồng không? Cái chấm hồng nó sẽ là một cái bông đó mọi người. Đó, quá trời bông nha. Tương lai cây này xum xuê bông. Chú cho cái cành dài lắm, tại chú có cây đẹp lắm mọi người. Tư thích cái cây này lắm. Hoa lan của Tư thì Tư bán hầu như gần hết rồi, chỉ còn lan qua vài chậu thôi. Tại nhà Tư bây giờ có nhiều thứ phải lo quá, Tư chăm cây bông không kịp. Thì cái hoa lan là cái loại khó chăm á, thì Tư bán nó gần hết rồi, Tư thì để những cái gì mà dễ chăm thôi. Giống như cây này bông cũng đẹp lắm mọi người. Ồ, cái tía tô mặc vào trong. Cây này năm rồi bông ra đẹp lắm. Để nó đâu này. Nó cũng là một loại chuỗi ngọc đó mọi người. Nó sùm nữa. Hôm nào chắc phải găm thêm nó ra mấy chậu nữa. Đây là Tư có cây xương cá. Cây hoa quỳnh xương cá này của Tư thì chưa bao giờ Tư thấy cái bông nào hết. Nhưng mà cây khá là bự, khá là to. Hy vọng năm nay sẽ có bông nha mọi người. Tại vì Tư thấy nó nứt cái mắt, nhưng mà không biết nó ra mầm hay là nó sẽ ra bông. Tại loại này thì nó hơi khó ra bông, nó không có dễ. Năm nay Tư có cái cây hoa già, không biết tiếng Việt nó là cái gì. Cái cây này bông màu hồng đẹp lắm, mà tươi tốt lắm, sùm trời đất hết chỗ để dục bò lăng bò càng ở trong này. Đây thì cây nhót, Tư có 3 cây nhót trồng để tương lai lên chỉ vàng này. Tại Tư thích cây nhót chứ Tư không có thích hoa hồng. Hoa hồng lên nó sẽ messy lắm, nó sẽ dơ lắm. Nhưng mà cây nhót thì nó đã sạch. Tại Tư nhớ hồi bên Việt Nam nhà ba mẹ Tư có cây nhót á, thì nó sạch sẽ lắm, lá nó cũng đẹp như lá kiểng á. Quỳnh của Tư này, khi mà mùa đông trời lạnh nó bị sương á mọi người, nó đốm hết. Giờ Tư phải che kỹ lại để dưỡng nó lại. Thì cây hoa quỳnh sen này của Tư nó bắt đầu đến thời kỳ ra bông á. Mọi người thấy không? Mắt nó nhú là như vậy. Mỗi cái mắt nhú này nó sẽ là một cái bông á. Quỳnh dễ trồng lắm, chỉ có điều phải che nó lại thôi, chứ không nó bị lạnh quá cũng không được, và nó bị mưa ướt quá cũng không được. Mọi người thấy không? Mỗi cái mắt này nó sẽ ra một cái bông á mọi người. Cây quỳnh này nó dễ ra bông dữ lắm. Đó. Đang nhú mắt hết rồi. Tư có cây quỳnh này là cây quỳnh màu trắng. Nó cũng bị hôm bữa bên kia bị sương nó ướt. Tư mới bưng nó qua đây đó. Sương nó ướt xong đốm hết. Xong rồi, Tư có cây quỳnh màu đỏ. Cây ở bên đó là màu đỏ mọi người. Hồng đỏ rực rỡ lắm, đẹp lắm đó. Đó, nhiều người tới đây hỏi mua cây đó lắm mà Tư không có bán. Này là quỳnh hồng này mọi người. Nhưng mà cái cây này vài bữa nó ra nhiều bông lắm, tại nó già, cái cành nó già rồi. Này không, rau riếp cá quá trời luôn mà không ăn tới. Đi qua đây cho mọi người coi cây hoa quỳnh khác. Hoa quỳnh này là hoa quỳnh màu hồng cam. À, cái này nó màu hồng nhưng mà nó có cam cam á, hai màu á mọi người. Bây giờ đang bắt đầu ra nụ nè. Đó, mọi người thấy không? Khi mà nó đỏ đỏ như vậy á, thì nó sẽ là một cái bông. Còn nếu mà nó không có đỏ thì nó sẽ ra một cái nhánh mới. Đó, như cái cành này nó sẽ ra một lần cả mấy chục bông trên một cành nha mọi người. Thấy không? Cái này bà ngoại bà trồng mà không có cái bông nào hết. Bà trồng quanh năm suốt tháng, nhiều khi một cây chỉ có một hai bông, mà từ hồi nó về tay Tư thì nó ra bông quá trời luôn. Đúng, mọi người thấy không? Quỳnh không có cần chăm sóc nhiều nha mọi người. Mọi người chăm sóc nhiều nó không có ra bông đâu. Mà một tuần á, Tư chỉ tưới nước có một lần thôi, Tư không có tưới nhiều. Đó, như cái cành này nè, đang nhú mắt đỏ quá trời, sẽ là một bông. Đó, mình đi qua cây kế bên. Đó, cây này nè mọi người, cứ một cái mắt như vậy nó sẽ là một cái bông á, cái mắt nó nhú đó. Cái mắt mà màu đỏ đó, màu hồng hồng đỏ đỏ thì nó mới là cái bông, còn cái mắt mà hơi trắng trắng thì nó sẽ ra cái mầm mới. Cây này quá trời mắt, nó sẽ ra cái bông này mọi người. Đó, cái cành này này nó già rồi,
Đây nữa nè, ba cái cành này nữa. 4 5 cành luôn mọi người. Ô 6 7. 7 cành luôn, tôi thấy 7 cái cành già luôn nè, mọi người thấy không? Đó, cho mọi người coi sát sát vô. Một cái này nó sẽ là một cái bông đó mọi người, thì nó ra chậm ra mau thôi, là tùy thuộc vô nó chứ không có ra đều một lần, tại vì Tư không có xịt phân bông. Năm nay chưa xịt phân bông thì cây quỳnh nó đã ra bông rồi mọi người thấy không? Hồi trước Tư yêu hoa lan lắm, nhưng mà cái hoa lan nó rất là khó chăm và nó mất nhiều thời gian của Tư quá. Trồng cỡ vài chục chậu hoa lan là mất nguyên một ngày cuối tuần thì chăm sóc nó, cho nên là Tư dẹp hết. Giờ Tư trồng hoa quỳnh. Hoa quỳnh cũng đẹp nhưng mà không phải tốn thời gian chăm sóc nhiều mọi người. Hôm nào mà nó nở bông á, Tư sẽ khoe mọi người. Tại vì á, đối với Tư mấy cây này đẹp lắm, Tư có đủ màu hết á, không thiếu màu nào đâu mọi người. Nhưng mà hiện giờ thì Tư không có biên tên, Tư không có nhớ nó. Nhưng mà cái cây mà hai màu thì hiện giờ Tư chỉ còn có hai cây này và một cây hồng đỏ thôi. Cây này cũng là màu đỏ đỏ, hồng hồng này. Nhưng mà hiện giờ thì chưa thấy nứt bông, chỉ thấy nứt mầm để ra nhánh mới thôi. Tại vì cái cây này nó chưa có già mọi người, nó còn trẻ quá, nó chưa có già. Nó chỉ có cái cành này già thì maybe cái cành này nó sẽ ra bông. Cành này nè. Chứ còn mấy cành trên này nữa này. Còn những cái cành như vậy là nó còn nhỏ, nó sẽ không có bông đâu. Nhưng mà Tư chưa có tỉa, Tư tới già già chút tiêu mấy tỉa để mình găm xuống mình trồng chậu mới. Đây là Tư có cây đuôi khỉ. Cái này chị bạn Tư mới tặng á, Tư thích cây này lắm á. Tư kiếm mua hoài mà không có, xong tự nhiên chị bạn tặng cho một cây, vui mừng hết biết luôn, mừng quá, bắt được vàng luôn. Khi mà mình tặng một cái gì mà gặp cho cái người mình thích cái mình vui lắm. Đó, chị tặng Tư cây này, còn Tư phải mới mua cây này. Cây này mắc tiền lắm nha mọi người, cái này cũng là đuôi khỉ nhưng mà nó còn nhỏ. Đó, mắc tiền lắm á, không có rẻ đâu. Xong rồi cái cây này Tư cũng mới mua nè, nhưng mà chưa thấy cái bông nào hết. Mua của cái người này, người mẹ đó, người ta để ở ngoài nắng nhiều quá, cái cây nó hơi bị teo. Thì bây giờ về nhà mình mới bắt đầu mình chăm nó. Cái cây này này mọi người, thì nó giống như cái cây này của Tư đó. Nhưng mà cái cây của Tư á, nó được chú chăm sóc cẩn thận thì nó sẽ ra bông sớm. Qua đây Tư có cây quỳnh khác cũng đang ra bông này mọi người thấy không? Đó, cái mắt này nó sẽ ra được một cành như vậy, nó ra khoảng được mười mấy 20 bông đó. Trên một cái cành già như vậy. Cái cành mà nó chưa già đó thì nó ra nhiều khi được một hai bông thôi, nhưng mà cái cành như vậy nè thì khoảng được chục bông. Cái cành như vậy thì khoảng được 20 bông đó mọi người. Đây, cành trẻ này mọi người thấy không? Cành trẻ này chỉ được 3 bông thôi. Cho quỳnh mà nhiều bông á, tùy thuộc vô cái cành nó già hay là nó trẻ nữa. Quá trời mắc để ra bông nha mọi người. Mình trồng được cái gì đó mà nó ra bông ra hoa mình vui lắm. Này là cái khu ăn sáng của Tư. Hôm trước là Tư để bộ bàn ghế trong góc, nhưng mà hôm nay quỳnh nhiều quá, Tư không có chỗ nữa, Tư phải để nó ở ngoài. Tư để nó ra ngoài luôn. Để ngồi. Này cây cọ ba lá là màu đỏ tím này, Tư thích cây này lắm. Tư có hai cây, hôm bữa ba cây mà Tư tặng cho bạn một cây, còn hai cây. Đẹp. Cái này thì mình mua ở Trader Joe á mọi người, đến mùa này nè. Ở Trader Joe có bán khoảng 7-8 đô gì một chậu. Thì Trader Joe có. Đây Tư có hai cây tắc nha mọi người. Này là Tư trồng trong chậu á. Hồi trước Tư có hai cây này là Tư để dành á, để trồng trong chậu, nhiều khi Tết đó mình mang vô nhà mình trưng. Tư cũng trồng vô cái chậu đẹp đẹp á, chứ không có đến nỗi xấu đâu. Cây này đang trái nhỏ này. Còn cây bên này thì trái nó chín rồi. Trái ăn được rồi.
Để đi qua đây khoe mọi người cái cây hoa hoa này, cây hoa gì quên mất rồi. Huyết long nha, máu của con rồng. Nó có bông ở dưới này nhiều lắm mọi người, mà nó khó quay lắm để nó chi chít ở dưới đó. Mọi người thấy cái bông không? Đó, đang thấy cái bông nó tít ở trong góc của mọi người, không bỏ cái điện thoại vô quay được đó. Bông này nó đang đâm chồi đẹp quá trời, trồng xuống đất luôn đó. Cái này mua của ông chú, ông chú đó cũng trồng cây gì cũng tốt hết. Ở trên cái chỗ mà che quỳnh ra bông của Tư là mọi người, Tư phải che cái miếng lưới như vậy đó, chứ không là cái cây nó bị nắng quá là nó bơ nhá, là nó chết cho mọi người thấy không. Cảm ơn mọi người nhiều nha, tạm biệt mọi người. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.